Hello, xin chào mọi người nhé. Thì anh em mình vừa kết thúc chuyến đi săn này. Này bắt được 3 con miền biển cùng với 2 cây ná lại bên cường của mình. Mọi người cùng theo dõi video của anh em mình nhé. Theo dõi chuyến đi của anh em mình. Con lép đó, hai con luôn kìa, à một con, đúng anh không? Anh đi, anh không thấy. Ôi cái lá trời, giống cò vậy. Anh đại đi. Rồi. Rồi xong, chết nó rồi đó. Phòng này kia, phòng này kia nhỉ? Cái đó nhà. Cục con lùa luôn. Ta nữa. Bước ra được đấy, được giãn. Bánh cái gì nó chết ngắt luôn nè. Không biết luôn, chắc chúng cổ à. Đúng rồi, chúng cổ. Ok. Đấy, coi chừng. Xuyên cổ luôn. Hèn chi nó cục liền ha. Chết mẹ tao. Sao? Biu. Em thấy mà. Thấy chưa anh? Đóng nó. Thấy đâu? Đen ấy. Có nhà không ta? Rồi lụm rồi đó. Chúng rồi. Rớt rồi kìa. Rớt rồi, lụm rồi. Rớt rồi. Lụm rồi, chết quay luôn rồi. Đi vô lụm thôi. Có cây dừa. Để đi anh nhìn nha. Còn sống không? Rất bị bịp nha các bạn. Đâu ta? Đây các bạn. Chúng rồi. Nằm đây nè. Nè các bạn. Cũng bịp bịp nha. Bắn bên sông mà nó bay qua ở đây. Rồi không, cảm ơn nha. Bịp bịp nha các bạn. À. Đứng trên cây này hai anh em rình hoài mà nó không bay. Trúng lưng. Hai giò nữa nè. Trúng lưng. Bắn thủng qua lưng. Hai giò nữa nè. Hả? Nó xuyên từ con lưng này qua. Ừ, xuyên từ lưng lên. Xuyên qua luôn hả? Vâng. Nó đứng ở trên cái cây này mà nhìn ra nó rồi. Ừ. Không xác định là đứng ở chỗ nào. Đấy là mấy con rồi. Bắn nó dướng quá. À. Rồi thì em đi nha. Trời, qua pha xa hoảng luôn. Hả? Em bắn pha xa lắm. Đúng rồi.
sông nha, chạy qua chạy lại nha. Còn có nè, dưới hủng này nè, đang già cánh nè, thấy chưa? Êm chưa? Lớp cây lùm này nhá. Lạnh rồi, lạnh rồi. Lạnh xuống rồi. Kéo nổi nữa hả? À? Chắc nó còn bơi, nó nổi gì hả? Nó phải nổi. Nó không nằm đâu được. Trời ơi, giữa người luôn. Nó lạnh thì chứ nó nổi, nó chìm xuống liền ta. Kìa, cái tim kìa. Nó vẫn đang còn ở dưới. Ngày đó luôn á. Nó không bơi lên đâu. Đen trời. Dưới đuối nước chết ở dưới luôn. Kìa, nó đang ngủ thấy không? Mới uống nước chết luôn nha ông nội. Tìm nó đó. Ôi đen vậy. Bắn xuyên con đấy là ghi xuyên con người chắc rồi. Ừ. Là một cái bộp rồi. Dễ mà không lùm được. Để có nổi không ta? Con nhí với một con trâu, một con trâu cháu ăn vẫn còn nào thấy con trong kìa. Rồi một con rớt rồi thấy chưa? Thấy rồi lùm được. May là chỗ nùm cây kia nó đập vô cành cây nó rớt xuống nè. Đập đầu cành cây rớt à. Nhỏ thôi. Con này là nó núp trong lùm nè. Em bắn thủng con người luôn. Hả? Ừ, hèn chi còn bay được. Tiếng sống không? Không thấy vết thương. Chỗ nào nó xỉu á, thôi. Thủng con người, nó nhìn nó thủng con người luôn mà. Ở đây này, vết vạn đây này. Đây hả? Đó. Nghĩa ức. Bây giờ là về là phải bíp một cái. Bọn này. Một lùn người đứng này. Hay. Rớt. Quá chảnh. Một con. Ủa sao lùm? Không, cái chỗ đó nó đâu có cỏ đâu mà. Cỏ đó em đi vòng vào cái hàng dây điện đó, nó không có cỏ. Vô lùm anh cơ. Nhưng mà rớt bình nước liêu liêu. Anh lùm hả? Cũng ghê các bạn. Bắn chim rớt trên kia xuống mà anh Cường lùm giùm mình cũng được. Bịp bịp nữa các bạn. Rồi. Tụng rồi đó. Rớt rồi kìa. Rồi giờ sao lùm? Rớt rồi. Ngay lục bình đó. Rồi đó coi sao qua ta. Quá là lùm được, nó chết ngắt rồi. Đen nhờ. Sao qua nhờ. Để kiếm đường qua coi. Qua đây lùm bìm bìm nhé qua. Bắn trên cây này rớt xuống đây sao. Coi còn thấy. Hy vọng còn. Cây rớt xuống đây các bạn. Đây. Thấy rồi nhớ các bạn.
nằm đây rồi, nhưng mà cho không. Đây nha các bạn, tuyệt vời. Bắn cành cây này bắn xuống này. Con hít V1 nha các bạn. Tuyệt vời, con bị bịp to bự chảng luôn. Đã không các bạn. Bắn được phải qua lụm ơi. Bắn xa ghê các bạn. Nhưng mà bắn một cây One Hit V1 nhé. Con này thì coi chúng đâu. Còn tính bơ các bạn. Con gì anh? Không biết nó trúng đâu mà xuống nó vẫn còn sống mà nó nằm tính queo à. Không coi chừng nó bay á, không biết trúng đâu luôn. Đâu đâu. Này cầm đi anh. Cầm đi lấy xe. Cái ngược hả? Ê sao nó không lủi ta? Em vô nó nằm im luôn à? Ngay chỗ vô khổ. Ôi dồi ôi. Đấy. Anh em. Một con. Đã đủ cho lụm. Cắt lụm được cái này vào đất. Quên cái vụ lụm. Google. Ngay cành ngang đó. Ồ, thấy chưa? Làm luôn. Gì ấy? Ơi con gì lớn á, bắn con đó trước thì tính. Mày, rồi xòe ơi. Con nhau các bạn. Lụm đi đã. Trúng đầu xè luôn. Thấy cái kiểu đó là biết trúng đầu ha. Chắc phải kiếm cái xuyên túi. Xuyên cái đầu luôn. Ừ. Trời. Ớn quá. Xuyên qua hai mắt luôn. Mất con mắt nhỏ luôn rồi. Con bị bịp này. Con này cái tí vậy. Rồi. Nước xuống, nước xuống. Trời ơi, cần nguyên cây cu bay. Bắn bị bịp đi. Bịp điên cực. Thấy chưa? Xòe chưa? Rồi, xòe rồi. Tuyệt vời. Êm. Nhờ con cu mới vô gặp được con bịp á. Uổng quá, cu bay nguyên cây luôn. Gỡ được con này. Ý, cũng đôi chứ, đâu nhỏ. Hơi nhỏ thôi. Đã. Này được 3 con bị bịp rồi ha. Tuyệt vời. Chốt sổ chưa, đi về nhá. Còn đang ra lông. Chúng đâu rồi. Ngay luôn. Ngay luôn.